Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Vừa rồi thì anh em có nghe qua cái chiếc loa siêu trầm đến từ thương hiệu EUDAC đấy, đang thể hiện phải nói là cực kỳ là hay. Và sản phẩm này thì chúng em gọi là mới khám phá ra, bởi vì trước đây thì nói đến cái thương hiệu là EUDAC thì chúng ta hầu như là không có thông tin, đúng không? Đó, thì cho nên là cái Tuyên Vũ chúng em ấy luôn luôn đi tìm kiếm những cái sản phẩm mới, chất lượng và giá rẻ. Đó, chất lượng giá rẻ thì nên là luôn luôn là có những cái sản phẩm mà chúng em mong muốn mang lại cho anh em về cái chất âm đó, nó tốt nhất trong cái tầm giá. Cho nên là chúng em là không ngừng tìm kiếm, thì hôm nay về được cái chiếc siêu trầm này đây, rất là hay nhá. Chiếc siêu trầm này thì được trang bị là bát 40, nhìn rất là đẹp, vuông vắn này đó. Và đặc biệt là con này nó thiết kế cho chúng ta thêm cái lỗ cắm cọc loa nữa. Đó, rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Và đây, em sẽ quay ra cái thông tin đằng sau cho anh em nhé. Đấy, thông tin đằng sau. Đó. Thông tin phía sau của nó đây, tất cả đều là một cái gọi là gì đó nhìn nó khá là hấp dẫn. Đấy, khá là hấp dẫn, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ thấy rằng đường vào ở đây nhé. Chúng ta sẽ đường vào can lông. Đường vào là đường vào can lông nhé. Và chúng ta cũng sẽ có thêm cái đường vào hoa sen nữa, tức là nó sẽ có hai cái hình thức kết nối vào hoa sen hoặc là vào con ông. Như anh em ở đây có thấy rằng là em đang kết nối con ông này, và cũng khuyến cáo nếu như anh em sử dụng cái chiếc vang như thế này đó, thì anh em nên kết nối dây con ông. Kết nối dây con ông thì nó sẽ cho chúng ta gọi là trải nghiệm nó tốt hơn đấy, bởi vì là với cái hoa sen này thì nó hay bị dùng vài năm là nó hay bị reset. Đó, thì nó nhận tín hiệu nó cũng kém đi. Thì cho nên là chúng ta cứ dùng cái rắc chuyên nghiệp này, một cái rắc mà cả thế giới giờ họ chuyên dùng. Đó là rắc Canon. Nên dùng rắc Canon này anh em nhé. Đó. Thì ngoài cái đường vào ra thì chúng ta có luôn đường output này. Đó, cái đường out này nó cho phép anh em kết nối thêm một chiếc siêu trầm nữa. Ví dụ như là cái con vang này nó chỉ có một đường ra sắp thôi. Hai đường nép line này. Hai đường nép line, còn đường ngoài cùng này nó đường ra sắp. Ở trên vang là chỉ có một đường ra sắp đó, thế nên anh em muốn dùng một cặp loa sắp thì chúng ta sẽ kết nối thêm cái đường canon để ninh tín hiệu sang một chiếc còn lại. Nếu như anh dùng một cặp nhé, còn em dùng một chiếc thì chỉ cần thế này thôi, ok chưa? Rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có loại volume này, min và max. Thì cái volume này vừa rồi em có để mức 50 này thôi, mà anh em đã cảm nhận được cái độ uy lực của nó này, phải đánh rất là mạnh luôn nha. Đó, cắt tần số thấp em cũng cắt sẵn luôn cho anh em này, tức là chúng ta chỉ cắt ở hướng là 11 giờ này là đẹp nhất nhá. Rồi tiếp theo đây là chúng ta có đảo pha. Cái đảo pha này rất là quan trọng nhá. Đó, em cũng đã làm rất là nhiều video về anh em cách đồng pha với lại cả loa rồi. Đó, sắp mà nó bị ngược pha với loa thì nghe rất là chán, rất là rời rạc. Đó, anh em sẽ phải nghiên cứu về cái này. Rồi đây chúng ta sẽ có cắt tần số thêm đây. Đó, anh em có thể đặt phẳng hoặc là đặt cao lên, và em đang đặt cao lên là đúng rồi nhé. Đó, rồi tiếp theo ở đây là cái tem này anh em này. Đó, tem này rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ liên quan đến việc là anh em là sẽ là kích hoạt bảo hành. Đấy, và ngoài cái việc kích hoạt bảo hành ra thì chúng ta sẽ truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Đó, anh em lưu ý giúp em nhé. Đây là cái tem chính hãng của công ty Hào Quang, phân phối cái thương hiệu EUDAC đây. Đó, rồi bên dưới thì chúng ta sẽ có cái thông tin cảnh báo
viết tiếng Anh nhé, rất là chuyên nghiệp. Ok ạ, và cái thương hiệu này đến từ Đức anh em nhé, đến từ Đức đó, Getmany này đó, đến từ Đức nhé. Và nguồn để chạy thì chúng ta sẽ sử dụng là nguồn 220, nguồn AC nhé. Đó, bảng mạch rất là to, bảng mạch rất là to luôn, nhìn rất là đẹp. Và con này thì công suất là của nó là 400W. Đấy, khá là khỏe rồi, khá là khỏe để anh em có thể sử dụng cho không gian gia đình tầm 20 cho đến 35m2, 40m2 cũng chơi được luôn. Và cái dòng này nó rất là mạnh và uy lực. Đặc biệt anh em nhìn cái chân của nó này, chân nhìn nó rất là sang và tinh tế nhá. Cái chân này nhìn nó rất là đẹp. Thật sự là em thấy cái thiết kế này khá là em ưng, rất là ưng luôn cái thiết kế nhá. Đấy, từ cái e căng này rất là dày dặn anh em này. Đó, e căng của nó rất là dày dặn luôn. Đó, anh em thấy không? Đó, e căng tuyệt vời. Đó. Và chất âm thì rất là hay. Và ngay từ đầu video thì em cũng đã test qua cho anh em nghe rồi. Với mức giá con này nó loanh quanh tầm hơn 5 đồng, sắp xỉ tầm 6 đồng gần đó. Thì với cái giá này thì em thấy rằng nó rất là ok. Đó, rất là chất lượng. Đấy, còn anh em mà có nhu cầu mua sắm về những cái sản phẩm chất lượng nghe hay đó, và lại hàng chính hãng thì có thể liên hệ với Tuyên Vũ nhé để được hỗ trợ. Và xin chào anh em.